Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Tuấn Hưng để quay cho các bạn một cái clip mai đây quý vị. Mai này cái cũ rồi. Quá sao cái cũ cái tay mình bỏ vô thấm thế thì cái cũ này ha. Quá dữ nha cái cũ. Quá dữ vậy. Đó là mai vàng ha quý vị, còn tứ quý nữa ha. Đó. Mai quay một ít cây thôi nha quý vị. Rồi em chào anh. Rồi nhà vườn Hưng Tài hôm nay tiếp tục lên mấy clip nha. Xin chào tất cả các chú anh chị các bạn xem clip vui vẻ nha. Hôm nay mình lên một số phôi mai tứ quý với có hai phôi mai vàng nha các bạn. Rồi bắt đầu đầu tiên mình sẽ lên mã số 1 cho các bạn xem ha. Rồi anh giới thiệu đầu tiên thì số điện thoại của mình là 0986 421 393, số Zalo của mình là 0855 721 925 ha. Địa chỉ của mình là ấp Tân Mỹ, xã Tân Bình Thạnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha. Rồi mình sẽ lên mã số 1 cho các bạn xem luôn ha. Rồi mã số 1 tứ quý đây, nha quý vị. Đây một phôi mai tứ quý nha các bạn. Thấy được không? Được. Rồi là mình cho thông số em nói ha. Số nào trước đây, cao trước ha, hoành trước đi anh. Rồi đây mình sẽ đo bị hoành trước nha các bạn. Anh nép người vô trong sâu vô trong nhà vô một xíu. À. Rồi ngay mình neo ngay đây là nó 39 nha các bạn. Vô thước. Vậy 39 đúng ha, ngay vị trí cổ đây này, như dám con thú nha các bạn. Đây tổng thú của nó là 80 nha các bạn. Rồi ngồi đó 80, cao là 1m nha các bạn. Rồi 1m cao, ngang là 70. Rồi anh CC giúp cho em một hai vòng cho quý vị mình ngắm nghía kỹ lại thân cành em nó ha. Mã số này là số 1 tứ quý quý vị. Đọt giót còn là xíu trên đây ha, thân cành đây. Rồi diện ngắm nghía kỹ đế ha, đế cộng nào nó rất là lực quý vị. Rồi cái này mã số 1 mình giao lưu là 7 triệu mình bao ship toàn quốc cho bạn nha. Rồi 7 triệu bao ship toàn quốc. Rồi số cây anh em ơi. Rồi, tiếp tục lên mã số 2 luôn quý vị ơi. Rồi mã số 2 tứ quý nữa nhưng quý vị. Đây mã số 2 là cái mai tứ quý dáng bay nha các bạn. Rồi hoành mình đo mình báo từ xa luôn đi ha. Rồi cái này là 35 hoành nha các bạn. Rồi 35 hoành, tổng cao của nó là luôn độ bay, tổng cao của nó là 55 nha các bạn. Rồi bay của nó hiện tại hơi bay là 30 nha các bạn. Rồi đế ha. Đây tổng nồi đế của nó là 120 nha các bạn. Rồi 120. Đây. Cái này mã số 2 ha. Từ từ. Để giữ quá ha. Ở phía trước thì đừng khoan anh. Đây quý vị, chịu chống ha, theo cái đường thân luôn nè. Rồi sẽ tiếp em luôn. Đó, cái mặt lưng này quá sát, cái mặt lưng dừng rồi, mặt lưng này giúp em cái ha. Rồi, đó. Rồi cái mã số 2 mình giao lưu giá là 3 triệu mình bao ship toàn quốc nha bạn. 3 triệu. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp tục lên mã số 3 luôn à, quý vị. Rồi tứ cái mã số 3 là cũng mã tứ quý luôn nha bạn. Rồi cho thông số em nói luôn anh. À. Báo từ xa luôn nha quý vị. Đây cái này là 31 hoành nha bạn. 31 hoành. Nồi đế ha. Đế của nó là 110 nha các bạn. Rồi nồi đế 110. Cao thân. Cao thất thân là 60 thân. 70 nha các bạn. Rồi thất thân 70. Cao hết thân nữa. Cao của nó là 1m 25 nha các bạn. Rồi 1m 25 tính tới mặt bầu nha quý vị. Đó, rồi quý vị ngắm nghía kỹ ha. Đây, cái này mã số 3 nha các bạn. Tóc lắc ha. Có cụ đế. Rồi cái này mã số 3 mình giao lưu là 3 triệu 3 mình bao ship nha và toàn quốc nha bạn. Cho em nửa vòng quanh kia nữa đi. 3 triệu 3 bao ship cho vị toàn quốc luôn. Đế nè bạn, đế đều hết luôn bốn mặt nha bạn. Rồi xuống cây luôn. Lên số 4, cái số 4 cây đó. Rồi lên mã số 4 luôn quý vị. Mã số 4 tứ quý luôn quý vị. Đây lên một con mai tứ quý luôn nha bạn. Rồi
hoành nó luôn. Cái này là 34 hoành nha các bạn. Rồi, hoành 34. Cao thân. Cao của nó là 95. Rồi, cao thân 95. Đế của nó là 1m25. Rồi, nồi đế. 1m25. Đế này quý vị. Rồi, cho một vòng nữa ha. Vì nó nghĩ kỹ nha quý vị. Rồi, thân nè. Nghĩ kỹ thân cành luôn ha. Rồi, giao lưu nhiêu đây? Rồi, cái này mã số 4 giao lưu là 3 triệu bao ship toàn quốc nha các bạn. 3 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, tiếp tục mã số. Đây, 5. Cái mã số 5 nha các bạn. Tư đây quý. Một cây tư quý. Đó, dáng lắc lắc nhỏ nhưng mà dáng rất đẹp nha các bạn. Rồi, thông số nó nha quý vị. Đấy, đặc quá ha. Đây, cái này là 23 hoành nha các bạn. Hoành 23. Tổng cái củ của nó là củ nó củ đặt cái này là 38 nha bạn. 8. Nồi. Nồi đế của nó là 115 nha bạn. 115. Cao thân ha. Cao nó 1m. Rồi, cao. Cao 1m, thoát thân 30 nha bạn. Rồi. Thoát thân 30 là mình nhánh cái cành ngay đây. Chỗ cái thoát thân cành này là 30 nha bạn. Đó, đó, đó. Còn cành này là 20 thôi. Nhánh tử thôi, không tính nhánh tử dạ. Thoát thân nó gì. Rồi, cái này mã số 5 mình giao lưu 3 triệu mình bao ship toàn quốc nha bạn. Rồi, 3 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số 6. Đây. Cái mã số 6, lên cái mã số 6 này luôn. Cho anh em Tú Quý về cho anh em mới tập chơi luôn nha. Về ghép chơi ha. Đó, anh em nào mới tập chơi thì mua vô phôi này cho nó giá cũng mềm thôi các bạn. Đỡ ngán tiền. Đỡ ngán tiền bạn. Cái này là hoành 18 nha bạn. 18. Cao là 75. Rồi. Cao 75, thoát thân là 35. Rồi. Đây. Đây này mã số 6, một cái tư quý cho anh em về tập chơi luôn. Đế luôn, cũng có đế luôn nha bạn. Cây này muốn đo đế thì đế, dạng cây này giá rẻ thôi thì cũng đế, có đế thôi nha bạn chứ không dạng đế tạm tạm ha. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Cây này 500k bao ship toàn quốc cho bạn luôn ha. Rồi, số 6 ha. Rồi, chuyển qua máy vàng quý vị ơi. Một rồi. Phôi lùng lực con sai luôn. Rồi đây phôi mai vàng nha bạn. Đây mã số 7 là phôi mai vàng ha. Bạn xem đây, phôi mai vàng rất phê nha các bạn, lùng lực. Dáng quái lạ luôn các bạn. Rồi, tóp em hướng này luôn. Đó. Rồi. Cho còn né ở đây cái ha, còn ngay cái eo này. Đây ngay eo đây là 40 nha các bạn. Eo đó 40. Chùm luôn cái con này là anh quay chùm luôn này nè để cho người ta dễ hình dung anh. Chùm luôn cái nhánh đó, chùm luôn cái nhánh đó là nó 58. 8. Kéo rồi là 50. Nồi đế nè. Nồi đế của nó là 120. Nồi đế đang 120 nha các bạn. Nồi đế 120. Rồi cao từ mặt bầu lên là 40 nha. Rồi anh sẽ xây giúp em ha. Này, những cái kỹ này. Đây cái này nó cũng có cái này để đo cho bạn xem cái cục này luôn ha. Cục này của nó là 20 30 nha bạn. 30 cái cục này là cái cây hay là cái nhánh nó đây hay là không, cái này cái nhánh nó lên nha bạn. Cái nhánh này chung đây là cũng có nhánh lên nha bạn. Ví dụ vậy bạn nào muốn ghép thì cắt bỏ hoặc là để cái nhánh này ghép sau này cũng vẫn được. Còn bên đây. Đây bên đây cũng một con nó lên là cũng một nhánh nó lên nhưng mà mình cũng cắt bỏ nha bạn. Rồi. Đây là một phôi mai vàng mã số 7 nha bạn. Một mẹ hai con đây hả? À, một mẹ hai con nè. Bạn nào muốn thích lùng lực thì la lạ thì chơi ha. Rồi. Rồi cái này thì mình giao lưu là 3 triệu 5 mình bao ship toàn quốc cho bạn nha. 3,5 triệu mã số 7 phôi mai vàng. Rồi. Mình qua mã số 8 là em cây đế củ tỏi dưới ha. Dạ đúng rồi. Đây giống như cái củ tỏi vậy quý vị. Mai vàng. Đây một cây mai vàng này là dáng bay nha các bạn. Rồi. Đây. Cái từ cái nhánh bay ra hết ra ngoài là khoảng nhiêu anh? Khoảng 2m anh, tính 2m đi. Ra khoảng 2m. Còn từ cái mặt bầu lên cái thân chính nó ở trên khoảng nhiêu anh? Từ mặt bầu lên tới đây là 1m 4 nha bạn. Đây từ bầu lên đây là 1m 4 nha bạn. Rồi là mặt bầu lên mét tới 4. Đó 1m 4. Bay ra khoảng 2m ha. Bay nó hơn 2m mà tính 2m đi cho nó dễ. Rồi. Trong khi cái cành bay đây quý vị ơi. Mình nhớ kỹ cái cành bay đó đây ha. Nghĩ kỹ nha quý vị, đặt máy cũng khá là lâu cho quý vị nghĩ kỹ cành bay này. Còn ở đây thì cho cái cắt của cái thằng trực đó ha.
Giờ anh xuống đây. Đó, cái củ tỏi đây. Y như củ tỏi ha. Đầu hoành mình cho thông số hoành á anh. Có cái nhánh tử nhỏ đây ha, đo trên cái nhánh tử cái rồi, đo nhiều chi tiết đi ha. Tử là 46 nha các bạn. 46 là ngày đó. Trùm nhánh tử xuống nhánh này là nhánh tử là 56. 56 ha. Rồi, còn nguyên cái củ đặc của nó là nguyên củ tỏi này nha các bạn. Tỏi nè. Là nó 98 nha các bạn. 98. Rồi, chính xác ha, củ tỏi 98 ha. Gì đây? Bầu. Đây, nguyên bầu nồi đế của nó là 190 nha các bạn. Đây 1,5 nè, đây nó còn 4 tấc. Nói chung khoảng 190 cái nồi đế ha. Củ tỏi. Củ tỏi này tính gần mét luôn ha, củ tỏi này. Củ tỏi đặc này là nó 1 mét nha các bạn nè. Hai gian mình chị ngang của nó là nhà các bạn đó. Nguyên củ đặc nè các bạn. Củ tỏi luôn. Ừ. Quý vị so sánh anh ngồi ở bên đó cho em. Mà muốn không thấy người luôn nha các bạn. Anh với cái củ tỏi này coi. Hết biết cái củ tỏi này. Này cho hàng không đụng hàng đây. Anh có thể xây cái mặt kia ra cho giúp em được không? Và chừng cái tên nóc nha. Mấy anh quay coi chừng cái nóc của tên nha. Mình hồng đây. À, cái cây này hồi đó nó ôm cái gì đây? Cái này là nó nằm trong cái thau nha các bạn. Thau hả? Đó, bởi nó có cái cũ nè, nói chung mấy này là tại vẫn lấy ra được nha bạn, nhưng mà chưa có không làm nha bạn. Lấy cái kìm mà gỉ nó ra. Lấy mấy kìm là bấm nó ra chứ nó không phải nó ăn vô sâu đâu bạn, đừng lo ha, tại cũng có rễ nó ăn xuống nè ha. Nó rồi. Cũng bể chứ không phải là nó nằm trên đây đâu bạn, đừng sợ yên tâm. Trở lại cái vị trí ban đầu luôn đi. Không, để coi cho cái lỗi này lần sáng. Đây cây này thì cũng có cái thẹo qua cái chỗ này nha bạn. Lỗ nhỏ đó ha. Lỗ nhỏ nó cũng đang kéo nhưng nó cũng quá đá, nó không có một lỗ gì trên đây cho bạn, nó cầm ngón tay mình ha. Cứng ha. Không vậy, dưới đây cái lỗi này nữa nha bạn. Thì mình sẽ báo cho các bạn đây là nói chung dướng cái nhà nên người ta cắt bỏ nên nó bị đây. Các bạn nào để cái nhánh này về để nuôi lại thì để cái này lại, đừng nuôi đục đồ này kia, là xử lý lại này không sao hết ha, kéo nè, nó một ghế nha bạn, qua đá hết ha, để cái nhánh này để nó kéo nhựa ha. Rồi, nó chỉ hai cái đó đó nha bạn. Đây, cây này dáng bay rất đẹp, bạn nào mà trồng để làm cái dáng bay bàn trà thì quá ok nha bạn. Rồi, quay trở lại vị trí ban đầu cho cái củ tỏi nó đỡ vị trí ban đầu đây. Rồi, tập hôm nay ha. Rồi, mã số này số... Mã số 7. 7, nguyên cái củ tỏi hết. Dạ. Xúc luôn. Cái này chơi không đụng hàng luôn nè. Củ tỏi hết, biết cái củ tỏi. Giao lưu như anh. Rồi, cái này mình giao lưu là 25 triệu, mình bao ship 200 km cho bạn nha. Rồi, 25 triệu, bao ship 200. Rồi, tất cả những cái mã số trước là bao ship toàn quốc ha. Đây, rồi cuối clip thì rồi cuối clip thì mình anh. Rồi cuối clip thì mình cũng đọc lại số điện thoại của mình luôn. Số điện thoại của mình là 0986 421 393, còn số Zalo của mình là 0855 721 925. Bạn nào cứ mua thì cứ vào Zalo của mình nhắn tin đi, mình sẽ gửi thông số rồi này kia hoặc gửi địa chỉ qua Zalo của mình ha. Rồi cuối clip mình cũng xin chào đến tất cả các bạn luôn, hẹn các bạn trong những clip tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn trong clip tiếp theo nha.